Trong tập trước, AI đã thành công kiểm soát được SOL và đã tặng cho Robopi một vương quốc trong Linh Viren. Tại đây, Robopi và Soulburner đã có một trận đấu. Vì chỉ là AI giúp việc nên Robopi không thể nào xử lý hết dữ liệu của trận đấu. Soulburner và Flamebreaker quyết định giải thoát cho cậu. Sau khi tạm biệt Robopi, Flamebreaker đã nhận được một lá thư. Đây có thể là manh mối dẫn đến nơi của AI. Revolver cũng đã có mặt để lấy manh mối này. Revolver muốn tự giải quyết Init bóng tối. Với mối hâm tình ngày trước, Revolver không tin tưởng để việc giải quyết AI cho Playmaker và Soulburner. Còn nếu cả hai muốn can thiệp vào thì Revolver sẵn sàng tiếp đón. Dù sao thì Revolver và Soulburner vẫn còn một trận đấu đang dang dở chưa giải quyết xong. Không gian thay đổi sang khung cảnh ở nơi xảy ra sự kiện 10 năm trước. Mọi thứ bắt đầu tại đâu thì chúng ta kết thúc tại đó. Trận đấu giữa Revolver và Soulburner bắt đầu. Soulburner đi trước. Triệu hồi Salamandra Quốc Vi, kích hoạt ma pháp Fury of Fire. Triệu hồi Salamandra Falcon và Portal từ tay. Cánh cổng mở ra, sử dụng 3 quý hú có trên sân là nguyên liệu triệu hồi quý hú Linh 3. Salamandra hit Leo, úp thêm một lá bài và kết thúc lượt. Lần trước, lượt đầu của Soulburner cũng tương tự thế này. Nhưng lần này trận đấu sẽ không kết thúc một chiều như trước nữa. Lượt của Revolver, kích hoạt ma pháp môi trường Wood Shatter Flouch. Triệu hồi Silver Rocket và Agnes Rocket Dragon lên sân. Cánh cổng mở ra, sử dụng 2 quý hú Rocket là nguyên liệu triệu hồi quái thú Warp Borel Dragon. Hiệu ứng của quái thú được kích hoạt, gửi Rocket Recharger xuống mộ để tiêu diệt Hit Leo. Sau đó cho phép triệu hồi số lượng quái thú bằng với số linh của quái thú đã bị phá hủy, hồi sinh trở lại trên sân 3 quái thú Rocket. Tiếp theo kích hoạt hiệu ứng của North Vision Dragon, triệu hồi quái thú này lên sân. Cánh cổng mở ra, sử dụng 4 quái thú vừa triệu hồi để làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 4 Borel Lock Dragon. Hiệu ứng của North Vision cho phép rút một lá bài, phát động tấn công Warp Borel Dragon tấn công trực diện. Đầu này sẽ kết thúc tất cả. Borelock Dragon tấn công, Soulburner kích hoạt cầm bẫy Salamandra Gazer, trả Salamandra Hit Leo về bộ bài, sau đó giảm 1000 sức công ứng với số linh của Hit Leo cho Borelock Dragon. Sức công của Borelock Dragon về không, sau đó cho phép rút 2 lá bài. Revolver úp 1 lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Soulburner rút bài, triệu hồi Salamandra Spinny. Cánh cổng mở ra, triệu hồi với hú linh 1 Salamandra Baylilin. Hiệu ứng của Salamandra Gazelle, gửi một Salamandra xuống mộ để triệu hồi lên sân. Hiệu ứng của Baylilin, đưa Salamandra Sanctuary lên tay. Hiệu ứng của Salamandra Gazelle, gửi Fusion of Fire từ bộ bài xuống mộ, hồi sinh Spinny từ mộ lên sân. Thì đã có quái thú Salamandra, các quái thú xếp chồng lên nhau. Sử dụng Gazelle và Spinny level 3 làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Exit Rank 3. Salamandra Mirage Trario, kích hoạt hiệu ứng của Mirage Trario, sử dụng một nguyên liệu để triệu hồi Salamandra Jackjewa. Tiếp theo mở ra cánh cổng, sử dụng 2 quái thú có trên sân làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 2 Salamandra Sunlight Wolf. Tiếp theo mở ra cánh cổng chỉ sinh, trở lại trên sân Salamandra Sunlight Wolf. Được chỉ sinh thành công, Sunlight Wolf lấy Fusion of Fire từ mộ lên tay. Hiệu ứng của Jackjewa trả Spinny về bộ bài và hồi sinh lên sân. Tiếp theo kích hoạt hiệu ứng của Sunlight Wolf, lấy Salamandra Wolf V từ mộ về tay, sau đó trả Salamandra Gazer về tay. Cánh cổng mở ra, triệu hồi quái thú linh 3 Salamandra Hit Leo. Sau khi được triệu hồi, hiệu ứng của Salamandra Hit Leo được kích hoạt, trả lấy bài up của Revolver về bộ bài. Revolver kích hoạt hướng của North Vision Dragon, loại bỏ khỏi mộ để bảo vệ lá bài up. Tiếp tục mở ra cánh cổng chuyển sinh, dùng Hit Leo làm nguyên liệu triệu hồi chuyển sinh trở lại sân nào, Salamandra Hit Leo. Hiệu ứng sau khi được chuyển sinh kích hoạt, chuyển sức công của Warp Borel Dragon về bằng với Salamandra Baylilin ở dưới mộ. Kích hoạt ma pháp Fusion of Fire, sử dụng quái thú của đối thủ làm nguyên liệu. Cả quái thú kết hợp lại thành một sức mạnh mới. Nhưng ngay lúc này, Revolver kích hoạt cạm bẫy Borel Buster Barrier, cách tiến tới Warp Borel Dragon, trang bị lá bài này cho Borel Lock Dragon. Khi đó, quái thú này có 2 counter và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng. Soulburner chuyển sang sử dụng Warp V và Hit Leo làm nguyên liệu triệu hồi dung hợp. Salamandra Violet Chimera được triệu hồi đến sân. Hiệu ứng khi được triệu hồi, tăng 2000 sức công. Sau đó kích hoạt ma pháp trang bị Salamandra Cornell cho Violet Chimera. Phát động tấn công, Violet Chimera tấn công Borel Lock Dragon. Lúc này, do hiệu ứng của ma pháp trang bị Cornell, sức công của Borel Lock giảm 800, Violet Chimera giảm 500 sức công do hiệu ứng của Borel Lock Dragon. Hiệu ứng thứ hai của Violet Chimera khi chiến đấu với một quái thú đã bị thay đổi sức công, tăng gấp đôi sức công của Violet Chimera. Khi này, Revolver kích hoạt hướng của Borel Buster Barrier, giảm một counter để chia đôi thiệt hại phải nhận. Revolver còn 800 điểm gốc, úp thêm một lá bài và kết thúc lượt. Lượt của Revolver rút bài. Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là Mahidual Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, bạn có thể ghé trang web cũ là mahidualstore.com với hơn 6000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi Mahid bạn nhé.
kích hoạt hiệu ứng của môi trường, triệu hồi Agnes Rocket Dragon Lantern, kích hoạt hai ma pháp trang bị Boreal Regenerator để hồi sinh Silver Rocket Lantern. Tiếp theo, kích hoạt ma pháp nhà Sweet Roar, phá hủy Silver Rocket để rút hai lá bài. Hiệu ứng của Boreal Regenerator khi được gửi xuống mộ cho phép rút thêm một lá bài, triệu hồi Absorb Rounder Dragon từ tay, cánh cổng mở ra, triệu hồi quyết thú linh hai Bob Boreal Dragon. Hiệu ứng của Absorb Rounder ở dưới mộ được kích hoạt cho phép lấy một quái thú rocket từ bộ bài. Tiếp theo, kích hoạt ma pháp Boreal Lock Replace, triệu hồi Boreal Short Dragon với sức công bị chia đôi và mất đi hiệu ứng. Kích hoạt hiệu ứng của Boreal Half Replace ở dưới mộ, loại bỏ lá bài này và hai quái thú rocket để triệu hồi quái thú linh hai Booster Dragon từ bộ bài. Hiệu ứng của Warp Boreal Dragon, gửi một lá bài xuống mộ để phá hủy Boreal Short Dragon, sau đó hồi sinh Magna Rocket và Rocket Recharger Lantern. Hiệu ứng của Warp Boreal tăng sức công cho Magna Rocket để làm màu cho quái thú này, kích hoạt hiệu ứng gửi lá bài này xuống mộ để phá hủy Violet Chimera, nhưng do được trang bị Cornel nên Violet Chimera không bị tiêu diệt. Revolver kích hoạt ma pháp Link Burst, phá hủy Booster Dragon và Violet Chimera để rút một lá bài. Hiệu ứng của Cornel trả Sunlight Warp về bộ bài để bảo vệ Violet Chimera. Phá hủy Violet Chimera không phải là mục đích chính của Revolver. Khi Booster Dragon được phá hủy, hồi sinh Boreal Lock Lantern. Tiếp theo, kích hoạt hiệu ứng của Rocket Recharger, gửi xuống mộ để hồi sinh Warp Boreal Lantern. Sau đó triệu hồi Rocket Syndrome, hiệu ứng của Rocket Syndrome hồi sinh Absol Rounder Lantern. Các con số xếp hẳn hàng, sử dụng quái thú level 7 Absol Rounder Dragon và quái thú Tunnel level 1 Rocket Syndrome làm nguyên liệu triệu hồi quái thú Syndrome level 8 Borelop Savage Dragon. Khi được triệu hồi, quái thú này sẽ trang bị Boreal Shot từ mộ Lantern, sau đó đặt cho nó 4 counter và tăng 1.500 sức công. Tiếp theo, mở ra cánh cổng, sử dụng 2 Warp Boreal làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 4 Zeroboros Topologist. Hiệu ứng của Zeroboros tăng 200 sức công ứng với mỗi lá bài đã bị loại bỏ khỏi trận đấu. Mày xong rồi. Phát động tấn công, Boreal Lock tấn công Violet Chimera. Khi chiến đấu, giảm 500 sức công của Violet Chimera. Soulburner kích hoạt cầm 7 Geyser Salamandra. Revolver kích hoạt hiệu ứng của Boreal Lock Savage, sử dụng một counter để vô hiệu hóa hiệu ứng của cầm 7. Violet Chimera nhận đòn tấn công, Soulburner nhận thiệt hại. Tiếp theo, Boreal Lock Savage tấn công Violet Chimera. Khi chiến đấu với quái thú đã thay đổi sức công, nhân đôi sức công của Violet Chimera. Soulburner còn 900 điểm gốc. Đòn tấn công thứ 3, Zeroboros tấn công, Violet Chimera tiếp tục nhân đôi sức công, Soulburner còn 700 điểm gốc. Revolver kết thúc lượt, vào cuối lượt, Outdoor Rocket được hồi sinh lên sân. Lúc này, hiệu ứng của Zeroboros được kích hoạt, loại bỏ toàn bộ tất cả các lá bài có trên sân. Sân đấu của cả hai người chơi không còn quái thú nào cả. Revolver đã dập tắt đi hy vọng của Soulburner hết lần này đến lần khác. Kể từ sự cố 10 năm về trước, đối diện với sự ra đi của cha mẹ mình, Soulburner, hay đúng hơn là Takeru, luôn mang trong mình một sự cắn rứt, đau khổ. Khi cậu chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đó, đến cả một lời xin lỗi giờ đây cậu cũng không thể nói ra. Có nói thì cũng không thể cứu được họ, nhưng sống trong quá khứ không giúp cậu chuộc lỗi. Cậu phải chiến đấu, phải tiến lên về phía trước. Đó mới là điều cha mẹ và cả Flame đang mong chờ ở cậu. Lượt của Soulburner, rút bài. Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là Mahidual Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, có thể ghé trong web cũ là mahidualstore.com với hơn 6.000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi Mahidual nhé. Khi loại bỏ khỏi trận đấu, Zeroboros sẽ trở lại sân vào lượt này. Zeroboros Topologist giờ có sức công là 5.200. Soulburner kích hoạt ma pháp Burning Raw dựa trên số linh của Zeroboros cho phép rút 4 lá bài. Kích hoạt ma pháp Link Fire Return hồi sinh Hitlio. Revolver sẽ nhận 200 thiệt hại ứng với số linh của Hitlio. Tiếp theo, kích hoạt ma pháp Salamandra Salamandra, triệu hồi Salamandra Salamander từ tay, cánh cổng mở ra, triệu hồi với thú linh 4 Salamandra Pyro Phoenix. Revolver kích hoạt hướng của Kamasep Dragon từ tay, trang bị lá bài này cho Pyro Phoenix. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi sân, Soulburner sẽ nhận thiệt hại bằng với sức công của Pyro Phoenix. Ngay khi Pyro Phoenix được triệu hồi, hiệu ứng của Zeroboros được kích hoạt. Lúc này, Soulburner kích hoạt ma pháp Salamandra Transcendent, cánh cổng chuyển sinh mở ra, sử dụng Pyro Phoenix là nguyên liệu chuyển sinh, tái sinh với một sức mạnh to lớn hơn. Salamandra Pyro Phoenix trở lại sân, ứng của Zeroboros vẫn tiếp tục loại bỏ Pyro Phoenix. Và khi Kamasep được gửi xuống mộ, hồi sinh Boreal Lock Dragon, hiệu ứng của Salamander loại bỏ khỏi mộ để hồi sinh Hitlio và phủ nhận hiệu ứng của Boreal Lock. Tiếp theo, kích hoạt môi trường Salamandra Sanctuary, cánh cổng chuyển sinh mở ra, tái sinh đi Salamandra Hitlio. Hiệu ứng khi được chuyển sinh,
chuyển sức công của Borealoth Dragon bằng với Bay Lilin ở dưới mộ, phát động tấn công, Sardan Ray hit Leo tấn công Borealoth Dragon. Như vậy là đã kết thúc trận đấu, Revolver đón nhận cái kết của trận đấu một cách mãn nguyện. Và đó là tập tóm tắt phim của kỳ này, hẹn các bạn vào kỳ tóm tắt phim lần sau. Nhớ like, share và bấm cả nút chuông để nhận thêm thông báo về video mới nhất nhé. Còn nếu bạn mới đến kênh, đừng ngại bấm vào nút đăng ký và nút chuông để đón xem thêm nhiều video khác của M2.